Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Trong video ngày hôm nay thì siêu thị điện máy Ecomart sẽ so sánh cho các bác hai mẫu điều hòa đến từ thương hiệu Daikin. Một là mẫu điều hòa ra mắt năm 2023, hai là mẫu điều hòa ra mắt năm 2024 để các bác có thể tham khảo cũng như là lựa chọn vào mùa hè của năm 2024 này nhé. Với mẫu điều hòa mà em muốn so sánh trong video ngày hôm nay, mẫu đầu tiên sẽ là FTKB25XVMV. Mẫu thứ hai sẽ là model FTKB25IVMV. Nhìn qua thì các bác thấy là hai cái model này nó tương tự giống nhau đúng không ạ? Nhưng bản chất thì model FTKB25XVMV đây sẽ là model ra mắt năm 2023, còn model FTKB25IVMV sẽ là model ra mắt vào năm 2024. Hai mẫu điều hòa này thì đây đều là mẫu điều hòa của thương hiệu Daikin và đều có xuất xứ là tại Việt Nam với công suất 9.000 BTU, phù hợp cho phòng có diện tích dưới 15m2. Và điểm đặc biệt của mẫu điều hòa này là năm nay nhà máy Daikin đều đã chuyển hết về Việt Nam rồi. Chỉ còn một vài các dòng như là dòng 18.000 hoặc là dòng 24.000 của dòng không Invector thì sẽ sản xuất tại Thái nhé. Nhìn qua thiết kế thì các bác sẽ thấy là giữa model 2023 và model năm 2024 có cái điểm khác biệt thiết kế nhau một chút xíu. Nếu như về cái kích thước của dàn lạnh thì các bác sẽ thấy là năm 2024 với model FTKB25IVMV thì thiết kế to hơn so với năm 2023. Ngoài ra chất liệu của mặt lạnh năm 2023 cũng sẽ có chất liệu nhựa mỏng hơn và màu cảm giác sẽ đục hơn một chút xíu so với năm 2023-24. Ngoài ra thì với năm 2023 ấy, thì ở trên dàn lạnh thì sẽ được có một cái viền màu đen như này với logo Daikin in dập nổi kèm theo với đó là logo Invector. Nếu như mà nhìn về thiết kế năm 2023 thì các bác sẽ thấy là logo của Daikin cũng như là chữ Invector sẽ được nổi bật. Nhưng so với năm 2024 thì sẽ bỏ đi cái đường viền màu đen đó và các bác sẽ thấy rằng là gì? Điều hòa sẽ có thiết kế đơn giản hơn và với điều hòa này của năm 2024 thì nó sẽ không có cái điểm nhấn như năm 2023 về mặt thiết kế. Còn về các tính năng, về các nút tính năng các bác có thể nhìn thấy hiển thị thì cả hai năm đều sẽ là giống nhau nhé. Đây ạ, các bác có thể nhìn thấy ạ, đều sẽ là giống nhau. Tiếp theo là về nhãn dán năng lượng. Nhãn dán năng lượng của năm 2023 thì sẽ đều là nhãn dán năng lượng 5 sao với cho các bác công suất định danh là 2,7 kW trên 1 giờ. Kèm theo với đó là hiệu suất 5,21. Còn năm 2024, nhãn dán năng lượng vẫn là 5 sao, hiệu suất định danh vẫn là 2,7 kW trên 1 giờ. Nhưng có một cái điểm khác biệt hơn, đó là hiệu suất năng lượng của năm 2024 sẽ là 5,38. Vậy con số này sẽ nói lên điều gì? Con số này hiệu suất năng lượng càng lớn thì điều hòa sẽ làm mát càng nhanh hơn. Vì vậy, đây là một cái điểm nhấn của năm 2024 cũng là điểm khác biệt. Đó là mẫu điều hòa của năm 2024 của thương hiệu Daikin. Nó sẽ làm mát nhanh hơn một chút xíu so với mẫu của năm 2023. Đấy là cái điểm khác biệt đầu tiên. Ngoài ra thì với mẫu điều hòa này, nó đều sẽ sử dụng công nghệ gió là công nghệ gió Konda, độc quyền của thương hiệu Daikin. Vậy thì công nghệ mặt lạnh Konda có luồng gió Konda thì nó sẽ là như thế nào? Nếu như các điều hòa, các dòng thương hiệu khác thì luồng gió có khi nó sẽ thổi thẳng trực tiếp vào người các bác, hoặc là nó sẽ tùy chỉnh theo cái cánh hướng đảo gió. Nhưng với điều hòa của Daikin này thì nó sẽ thổi theo hướng dọc lên trần nhà để giúp hơi lạnh không phải trực tiếp vào cơ thể và các bác sẽ không cảm giác là bị khô họng hoặc là khó chịu khi nằm ở trong phòng điều hòa. Bên cạnh đó thì với dòng điều hòa này sẽ có công nghệ Blue Enzyme. Thì với cái công nghệ Blue này, đây cũng là một cái công nghệ độc quyền của Daikin giúp loại bỏ vi khuẩn, lọc khử mùi và lọc bụi mịn. Điều này thì các bác thấy là nó cũng giống như hãng của Panasonic với công nghệ NanoG đúng không ạ? Thì mỗi một thương hiệu nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau để làm sao cho nó phù hợp nhất. Ngoài các tính năng này thì với cái mẫu điều hòa của năm 2024
thì nó còn có thêm cái chương trình là sau khi mà tắt máy, tắt điều hòa đi, điều hòa sẽ tiếp tục chạy thêm 1 giờ nữa nhưng sẽ chạy ở chế độ quạt để đảm bảo rằng cho các bác là giàn lạnh được khô và diệt nấm mốc cũng như là vi khuẩn. Còn về thiết kế bên trong, về thiết kế bên trong thì đa phần sẽ là thiết kế giống nhau các bác nhá. Bên trong thì đều sẽ thiết kế giống nhau ạ. À, vậy thì giá hiện tại của mẫu điều hòa FTKB25XVMV model của năm 2023 giá sẽ là bao nhiêu? Giá hiện tại của mẫu này sẽ là 9.290.000 tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt. Còn mẫu điều hòa 9.000 FTKB25IVMV model của năm 2024 giá sau khi trừ hết khuyến mại đi sẽ còn là giá 9.190.000. Vậy thì bây giờ lựa chọn mẫu điều hòa nào? Lựa chọn mẫu điều hòa nào thì hiện nay cái mẫu điều hòa FTKB25IVMV này Ecomat bên em đang chạy chương trình khuyến mại 3 ngày cuối tuần cho các bác, mùng 5, mùng 6, mùng 7 sẽ giảm giá thêm cho các bác. Vậy hiện nay thì đang so sánh về mặt giá cả thì các bác thấy là model mới của 2024 sẽ rẻ hơn 100.000 đồng so với model của năm 2023 đúng không ạ? Thì tất nhiên rồi, nếu mà bảo lựa chọn tầm này thì tất nhiên sẽ mua mẫu của 2024 rồi. Bởi vì theo cái quan niệm của các bác là điều hòa nào mà ra mới thì chắc chắn là điều hòa đấy sẽ tốt hơn. Đấy là quan niệm của rất là nhiều người đúng không ạ? Thì cũng một phần là đúng. Nhưng nếu bác nào đã trải nghiệm cái mẫu 2023 rồi mà cảm thấy nó phù hợp với bản thân và phù hợp với gia đình nhà mình thì các bác vẫn lựa chọn bình thường cả nhà mình nhé. Thì cả hai mẫu này nó đều là hàng chính hãng, đều là công nghệ của Daikin nên là nó rất là tốt rồi. Thì tùy thuộc vào cái nhu cầu và tùy thuộc vào cái sở thích của các bác thì các bác lựa chọn mẫu nào đều phù hợp. Nhưng trong thời điểm này, Ecomat đang khuyến mại cho mẫu 2024 thì các bác nên lựa chọn mẫu 2024 cả nhà mình nhé. Và mua điều hòa thì sẽ được tặng những cái gì? Mua điều hòa các bác sẽ được tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt. Vật tư lắp đặt các bác sẽ được tặng là 3m ống đồng, 7m dây điện, 5m ống thoát nước thải mềm, đai bu lông ốc vít và giá đỡ cục nóng. Thì với cái vật tư mà bên em tặng các bác thì đã đủ để lắp đặt một cái điều hòa hoàn chỉnh theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất rồi. Ngoài ra còn có thêm cả trả góp lãi suất 0% nữa. Chính vì vậy mà các bác đang cần tư vấn về bất cứ mẫu nào, các bác có thể để lại bình luận cho siêu thị điện máy Ecomart hoặc các bác liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 để bên em hỗ trợ gia đình nhà mình nhé. Các bác muốn so sánh thêm mẫu nào, muốn review chi tiết mẫu nào, các bác có thể để lại bình luận để bên em sẽ ra video hỗ trợ gia đình nhà mình ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.